미친놈. Chẳng phải ngẫu nhiên mà ngữ pháp Việt Nam được xem là một trong những ngôn ngữ khó nhất thế giới. Chính vì thế, người ta vẫn thường nói, phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam để nhằm miêu tả độ khó của tiếng Việt. Không chỉ khó ở cấu trúc câu, tiếng Việt còn là một kho tàng từ ngữ vô cùng phong phú. Đó chính là lý do vì sao mà phần lớn người dân Việt cũng còn đọc viết sai chính tả tiếng mẹ đẻ. Hằng ngày hay hàng ngày? Hằng có nghĩa là không đổi, mãi mãi, còn hàng có nghĩa là thứ hạng. Vì thế, nếu ám chỉ ngày qua ngày, chúng ta phải dùng từ hằng ngày. Vô hình trung hay vô hình chung? Nhiều người vẫn nhầm lẫn là vô hình chung hay vô hình dung, nhưng thực ra vô hình trung mới là từ đúng. Chẩn đoán hay chuẩn đoán? Chẩn đoán có nghĩa là xác định bệnh dựa trên dấu hiệu có sẵn. Trong khi đó, chuẩn đoán lại không có nghĩa. Tham quan hay tham quan? Tham quan là một từ gốc Hán. Trong đó, tham có nghĩa là thêm vào, quan là nhìn nhận, tham quan là xem tận mắt để mở rộng hiểu biết. Sáng lạn hay sáng lạn? Sáng lạn là một từ Hán Việt, ám chỉ sự sáng sủa, tươi đẹp. Theo đó, từ điển đã chỉ ra, sáng là rực rỡ, lạn là sáng sủa. Kết cục hay kết cuộc? Kết cục có nghĩa là rốt cuộc, sau chót. Ngược lại, từ kết cuộc không hề có nghĩa. Nghe phong phanh hay nghe phong thanh? Phong thanh có nghĩa là đồn thổi, phong phanh lại mang nghĩa mỏng manh, không kín đáo. Vì vậy, nghe phong thanh mới là từ đúng. Bắt chiếc hay bắt chước? Bắt chước có nghĩa là làm theo cách của người khác. Thế nhưng, người dân Việt vẫn thường nói lái thành bắt chiếc, dẫn tới thành thói quen. Bắt lọn hay bắt nọn? Nếu một ai đó giả vờ như đã biết rồi, để người nghe phải giật mình, nói ra điều đang giấu, người ta dùng khẩu ngữ bắt nọn. Là bắt nọn chứ không phải bắt lọn. Luyên thuyên hay huyên thiên? Huyên là ồn ào, thiên là trời. Nói huyên thiên tức là nói đủ chuyện, làm ồn ào cả trời. Nhưng nhiều người vẫn quen nói nhầm thành luyên thuyên. Phiêu bạt hay phiêu bạc? Từ xưa người ta đã dùng phiêu bạt để nói về việc nay đây mai đó, tiện đâu thì ở lại. Trong khi đó, phiêu bạt có nghĩa là thường xuyên đi lại. Dragon and Spider from Anita Maiten. Ngôi vị quán quân thuộc về chiếc ốp lưng có chất liệu chính là vàng trắng 18 carat cùng kim cương của Dragon and Spider from Anita Maiten. Mặc dù có giá trị còn cao hơn cả một căn nhà, nhưng thiết kế khá gai góc, hầm hố này gần như không phải là thứ khiến người ta muốn bỏ tiền để sở hữu. Meansize 14 karat gold case. Á quân là chiếc ốp lưng giáp vàng 14 carat của Meansize 14 karat gold case. Chiếc ốp lưng không có điểm nhấn đặc biệt này lại có giá trị cao hơn nhiều chiếc điện thoại của bạn đấy. Thế nên, đôi khi thứ bạn nâng niu lại là chiếc ốp chứ không phải điện thoại. Titanium case from brick. Chiếc ốp titanium case from brick nằm ở vị trí thứ 3. Sản phẩm này được tạo nên từ titan với khả năng giúp bảo vệ điện thoại tối ưu nhất. Nó có 4 phiên bản màu cho khách hàng lựa chọn là vàng, đen carbon, xám và màu platinum. Case make case. Thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng chiếc ốp lưng trong suốt của case make case lại nằm ở vị trí đắt giá thứ tư đấy nhé. Giá trị của chiếc ốp lưng không có gì quá nổi bật, nằm ở chỗ nó được trang bị công nghệ SoundScope TM,
Công nghệ cho phép chuyển âm thanh từ iPhone đến người dùng hiệu quả hơn. Ngoài ra, người sử dụng có thể chọn chỉnh màu sắc tùy ý và in hình lên đó nếu muốn. The Tower Flower Case. Chiếc ốp lưng chiếm vị trí thứ 5 thuộc về The Tower Flower Case. Điểm đặc biệt ở thiết kế này là được trang trí thủ công hoàn toàn với các chất liệu quý. Có vẻ như đây là chiếc ốp lưng có phần sang trọng, tinh tế nhất trong top 5 vừa được liệt kê ở trên đấy nhỉ. Titanium Pumper Case from Gresso. Vị trí thứ 6 thuộc về ốp lưng của hãng Gresso là Titanium Pumper Case from Gresso. Đây cũng là chiếc ốp lưng có chất liệu titan và ở mặt sau của nó, bạn có thể tùy chọn giữa chất liệu da Italia, da cá sấu hoặc vàng. Được biết, mỗi chiếc ốp lưng này được hoàn thiện hoàn toàn bằng thủ công trong 4 giờ liên tục. Dolce & Gabbana Case. Vị trí thứ 7 thuộc về ốp Dolce & Gabbana Case được tạo nên từ chất liệu da cá sấu. Chiếc ốp lưng của hãng thời trang nổi tiếng thế giới có điểm nhấn với thiết kế mang hơi hướng giống một chiếc ví. Người sử dụng còn có thể đựng thêm một vài loại thẻ hoặc tiền mặt trong chiếc ốp lưng này. Gucci Crocodile Case. Chiếc ốp lưng Gucci Crocodile Case mang phong cách ốp lưng trượt của Louis Vuitton, đứng ở vị trí thứ 8. Đây là sản phẩm ốp lưng với chất liệu da cá sấu của Gucci, được cho là độc đáo, bền bỉ và sang trọng hơn da bò rất nhiều. Louis Vuitton Case. Chiếc ốp lưng đứng ở vị trí thứ 9 đến từ thương hiệu thời trang nổi tiếng Louis Vuitton Case được tạo nên từ chất liệu vô cùng đặc biệt là da bò và bên trong là những sợi tổng hợp microfiber chống xước cực tốt. Swarovski Crystal Cover Case. Vị trí thứ 10 là ốp Swarovski Crystal Cover Case. Đây được xem là thiết kế làm hài lòng khách hàng khó tính nhất. Chiếc ốp lưng được đính đầy đá Swarovski từ mặt trước ra mặt sau, với điểm nhấn là những chi tiết nhỏ như bông hồng, nơ, gấu, vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên với nhiều người thì đây là một thiết kế rườm rà. Bạn vừa được chiêm ngưỡng 10 chiếc ốp lưng iPhone đắt giá nhất lịch sử đấy. Có thể mỗi người có một cách cảm nhận thẩm mỹ khác nhau, nhưng đôi khi giá trị tiền không phải là thước đo duy nhất để đánh giá một thứ đồ đẹp, có phải không nào?